Các bạn thân mến, nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị cô giáo nhạc sĩ Thu Hường, người đã thổi tình yêu âm nhạc của mình vào từng lớp học trò qua từng bài giảng trong trang Văn hóa Văn nghệ. Nhưng trước hết sẽ là chuyên mục Mỗi tuần một cuốn sách. Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam là quốc gia có nhiều dân tộc anh em cùng sinh sống trên dải đất hình chữ S. Mỗi dân tộc góp vào nền văn hóa chung một sắc màu độc đáo, tạo nên một bức tranh về văn hóa Việt Nam phong phú và đa dạng. Văn hóa gắn liền với toàn bộ cuộc sống và sự phát triển của xã hội. Con người ra đời, trưởng thành là nhờ văn hóa, hướng tới tương lai cũng từ văn hóa. Giá trị văn hóa của một dân tộc thể hiện bản sắc của dân tộc ấy. Những giá trị văn hóa của con người là thước đo trình độ phát triển và thể hiện đặc tính riêng của mỗi một dân tộc. Kỷ niệm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam năm nay 23 tháng 11, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý độc giả cuốn sách Di sản Văn hóa Việt Nam dưới góc nhìn lịch sử của tác giả Phan Huy Lê. Sách do nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội ấn hành năm 2018. Di sản Văn hóa Việt Nam dưới góc nhìn lịch sử được biên tập trên cơ sở tập hợp những bài nghiên cứu về chủ đề này trong thời gian từ năm 2008 đến cuối năm 2014, kết hợp với một số bài nghiên cứu mới chưa công bố và những chỉnh lý cập nhật gần đây. Đây không phải là một công trình nghiên cứu về di sản văn hóa Việt Nam, mà là một số vấn đề về di sản văn hóa dân tộc được nghiên cứu và nhìn nhận dưới góc nhìn lịch sử. Lịch sử và văn hóa là nền tảng tồn tại và phát triển của mọi quốc gia dân tộc. Có thể nói, có lịch sử và văn hóa là có tất cả, có cơ sở để vượt qua mọi gian nguy, thử thách, để tiếp tục hồi sinh và phát triển. Mất lịch sử và văn hóa chẳng khác gì người mù điếc, chệch choạng bước đi trong một không gian mù mịt. Trong cuốn sách này, tác giả không nghiên cứu toàn bộ di sản văn hóa của dân tộc, mà chỉ đi vào một số trung tâm, một số vùng miền, cùng từng bộ phận riêng lẻ. Trên mỗi lĩnh vực, tác giả cũng không tập trung nghiên cứu di sản văn hóa, mà đưa ra những góc nhìn lịch sử liên quan đến di sản về tiến trình lịch sử, về cơ sở kinh tế, xã hội, góp phần nhận thức sự hình thành, phát triển, đặc điểm và giá trị của di sản văn hóa. Sách vừa được bổ sung về phòng tra cứu Thư viện tỉnh Lâm Đồng. Xin trân trọng giới thiệu cùng quý bạn đọc. Nhạc sĩ Thu Hường, tên thật là Trần Thị Hường, là giáo viên âm nhạc trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng. Mặc dù công việc đầy bận rộn, nhưng sáng tác ca khúc luôn là mục tiêu theo đuổi chính của Thu Hường. Say mê sáng tác, và với nghề, chị nhiều năm liền là giáo viên âm nhạc giỏi cấp huyện và cấp tỉnh. Nhân dịp kỷ niệm ngày 20 tháng 11 năm nay, mời quý vị cùng chúng tôi gặp gỡ, trò chuyện và nghe những giai điệu bay lên từ tâm hồn cô giáo âm nhạc Thu Hường. Ngay từ khi mới học lớp 1, cô bé sinh ra tại xã Quế Hiệp, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam, đã mơ ước lớn lên sẽ trở thành cô giáo. Cùng với thời gian, Thu Hường đã vượt qua nhiều khó khăn để nuôi cho mơ ước ấy lớn dần. Năm 1990, sau khi tốt nghiệp cấp 3, chị ra Đà Nẵng thi và đã đậu thủ khoa trường Cao đẳng Sư phạm Đà Nẵng. Rồi như cơ duyên, Thu Hường đã đến với miền đất Di Linh, tỉnh Lâm Đồng để giảng dạy môn âm nhạc. Vui với những ánh mắt học trò đầy trong trẻo và ngây thơ. Gắn bó với miền đất mới, tâm huyết trong sự nghiệp trồng người, nên nhiều năm liền chị là giáo viên giỏi cấp huyện rồi cấp tỉnh. Sau đó, Thu Hường lại tiếp tục theo học cử nhân khoa học chuyên ngành âm nhạc của trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Trở về tiếp tục gắn bó với nghề, với những ánh mắt trẻ thơ trong học đường đã dần hình thành trong Thu Hường những giai điệu để viết lên ca khúc đầu tiên là Vần Trăng Chiếc Vọng. Và sau đó là nhiều ca khúc về mái trường, quê hương đất nước, tình yêu cuộc sống,
ra đời. Năm 2009, Thu Hường cho xuất bản tập ca khúc thiếu nhi với 20 ca khúc chọn lọc, Vầng Trăng Cánh Vọng. Và năm 2013 là tập ca khúc viết cho người lớn với 24 ca khúc, Từ Bục Giảng Yêu Thương. Tất cả đều do nhà xuất bản Thanh Niên ấn hành. Là một trong những nhạc sĩ nữ hiếm hoi của tỉnh nhạc, chị đã say mê sáng tác để có thể giới thiệu đến người yêu nhạc những ca khúc trữ tình, ca ngợi cuộc sống muôn màu, muôn vẻ. Sự lao động nghệ thuật nghiêm túc của nhạc sĩ Thu Hường thời gian qua đã được ghi nhận của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh nhà và của Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Xin chào nhạc sĩ Thu Hường. Thương Thanh nghe kể rằng là từ khi còn bé thì nhạc sĩ Thu Hường đã mơ ước trở thành một cô giáo dạy nhạc. Không biết điều này có đúng không ạ? Đúng là như vậy. Từ nhỏ là Thu Hường luôn ấp ủ mình sẽ trở thành một cô giáo. Đặc biệt ở cái khu vực mà Thu Hường sống thì đường đi lại rất là khó khăn, nên 9 tuổi Thu Hường mới được đến trường lận. Và cái hình ảnh của cô giáo ở lớp 1 đối với Thu Hường rất là quý. Và Thu Hường xem cái hình ảnh của cô giống như là cái hình tượng mà để Thu Hường mơ tới vậy. Cô rất dịu dàng và từ đó là Thu Hường luôn ấp ủ nuôi ước mơ làm cô giáo. Nhưng đặc biệt là Thu Hường lại rất là muốn làm cô giáo dạy âm nhạc. Thương Thanh được biết là nhạc sĩ Thu Hường sáng tác khá nhiều, và cho đến hiện nay thì ca khúc nào của chị được nhiều người biết tới nhiều nhất? Và phải chăng là chính ca khúc đó đã là động lực giúp cho chị có thể sáng tác nhiều hơn nữa? Và riêng với nghề giáo của chị thì hiện nay chị có bao nhiêu ca khúc viết về nghề giáo của mình ạ? Cho tới thời điểm này thì Thu Hường viết khá là nhiều ca khúc rồi. Vừa ca khúc thiếu nhi và ca khúc của người lớn thì cũng được trên dưới 100 bài. Riêng mảng đề tài viết về ngành giáo thì được 4 ca khúc. Đặc biệt có ca khúc Từ Bục Giảng Yêu Thương là Thu Hường rất là tâm đắc. Hiện nay thì bài hát đã được phổ biến rộng rãi. Đó cũng là một trong những cái động lực mà thôi thúc Thu Hường sáng tác cho cái mảng đề tài này. Thì bài Từ Bục Giảng Yêu Thương thì được nhiều giáo viên hát ở trên các cái sân khấu. Và Thu Hường rất là vui khi các đồng nghiệp hát, biểu diễn xong rồi gửi cái clip về cho mình. Làm sao quên ánh mắt em thơ, làm sao quên phút giây giảng bài, làm sao quên tiếng nói ê a đã gắn bó với tôi từng ngày. Nhìn em thơ đôi mắt long lanh đầy tình yêu khi tôi giảng bài, và từng trang giao án tinh khôi ước mơ ước đưa em vào đời. Ngọc tràn hạnh phúc khi tôi đứng trên bục giảng, từng trang giáo án dâng cho đời tình yêu tuổi thơ. Đường dài hun hút bao khó khăn không an lòng, mong em cố gắng mãi mãi làm cho giỏi con ngoan. Ngày mai em lớn mọi miền, trong tim có nhớ tiếng cô thầy dạy dỗ chúng em, hòa nhịp con tim với biết bao nhiêu thế hệ, trăm năm trong người cho cây đời mãi mãi xanh tươi.
Làm sao quên ánh mắt em thơ, làm sao quên phút giây giảng bài, làm sao quên tiếng nói ê a đã gắn bó với tôi từng ngày. Nhìn em thơ đôi mắt long lanh đầy tình yêu khi tôi giảng bài, và từng trang giao án tinh khôi ước mơ ước đưa em vào đời. Ngọc tràn hạnh phúc khi tôi đứng trên bục giảng, từng trang giao án dâng cho đời tình yêu tuổi thơ. Đường dài hun hút bao khó khăn không nản lòng, mong em cố gắng mãi mãi làm cho giỏi con ngoan. Ngày mai em lớn tung cánh bay khắp mọi miền, trong tim có nhớ tiếng của thầy dạy dỗ chúng em. Hòa nhịp con tim với biết bao nhiêu thế hệ, trăm năm trong người cho cây đời mãi mãi xinh tươi, trăm năm trong người cho cây đời mãi mãi xinh tươi, trăm năm trong người cho cây đời mãi mãi xanh tươi. Là một người từng đoạt giải A tiếng hát giáo viên toàn tỉnh, nhưng mà điều gì đã giúp cho chị chuyển qua công việc sáng tác ạ? Thu Hường còn nhớ là năm mình bắt đầu cầm bút, đó là năm học lớp 8, Thu Hường đã viết bài thơ Vầng Trăng Cánh Võng. Thì năm 2000 là Thu Hường đã phổ bài thơ Vầng Trăng Cánh Võng, là đó là cái ca khúc đầu tay của mình khi viết cho thiếu nhi. Chuyển sang lĩnh vực sáng tác, đó là mơ ước của rất là nhiều người, mà đặc biệt là chỉ là một người giáo viên thôi thì sáng tác đối với một người giáo viên cũng rất là khó khăn. Tuy vậy thì Hường cũng không có nản chí đâu. Sau khi bắt tay vào sáng tác những cái ca khúc đầu tiên thì được khán giả rất là ủng hộ, cho nên đó là cái động lực lớn mà thôi thúc mình trong cái lĩnh vực sáng tác nữa. Chúng ta nhận thấy là ngoài những ca khúc mà viết về nghề giáo, viết về tình yêu đối với quê hương đất nước, thì chị còn dành một tình cảm ưu ái cho học trò của mình với những ca khúc viết cho thiếu nhi. Và không biết là với môi trường làm việc như thế này thì có tạo thêm cho chị nguồn cảm hứng gì để sáng tác không ạ? Hầu như là cả cuộc đời mình gắn liền với bục giảng, thì mình thấy là cái việc giảng dạy nó luôn là cái động lực thôi thúc mình trong cái công việc, nó vừa hỗ trợ cho mình trong việc giảng dạy cũng như là mình sáng tác rất là nhiều, nó có rất là nhiều cảm hứng. Quý vị và các bạn thân mến, và bây giờ chúng ta cùng thưởng thức một ca khúc nhạc sĩ Thu Hường viết cho các bé thiếu nhi, ca khúc mang tên Mẹ Là Tất Cả Của Con với sự thể hiện của bé Candy Ngọc Hà. Mẹ ơi con yêu mẹ nhé.
Qua những ca khúc chị sáng tác thì Hương Thanh cảm nhận là tình cảm chị dành cho các bé thiếu nhi rất là nhiều, và dường như tình yêu này đã thấm sâu vào trong chị. Vậy thì dự định sắp tới của chị là gì? Chị có thể chia sẻ một chút không ạ? Thu Hương dự định trong năm 2019 thì sẽ ra một DVD dành cho thiếu nhi gồm từ khoảng 10 đến 12 ca khúc. Có lẽ là đây là món quà Thu Hương sẽ phát hành vào khoảng tháng 11 năm sau. Ngoài ra thì Thu Hương còn ấp ủ rất là nhiều những cái sáng tác mới dành cho quê hương đất nước, và đặc biệt là mảng đề tài dân gian đương đại. Cảm ơn nhạc sĩ Thu Hương đã dành thời gian cho buổi trò chuyện ngày hôm nay, và xin chúc chị thật nhiều sức khỏe để tiếp tục cống hiến cho nghề giáo cao quý cũng như là theo đuổi đam mê nghệ thuật của mình. Và trước khi khép lại chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng thưởng thức một sáng tác nữa của nhạc sĩ Thu Hương. Trời ơi, nắng mô rồi.
ngoài trời mưa lụt mần chi gây nên nghịch cảnh biệt ly xa người, hỏi bạn đang ở phương xa còn thương còn nhớ quê nhà miền Trung, hỏi bạn dịp ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, Hương Thanh cùng những người thực hiện chương trình Câu lạc bộ Văn nghệ xin gửi lời chúc sức khỏe đến quý thầy cô. Chúc quý thầy cô luôn mạnh khỏe để có thể tiếp tục sự nghiệp trồng người. Và tới đây chương trình Câu lạc bộ Văn nghệ kỳ này cũng đã hết. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình kỳ sau.